Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải PUBG Mobile trên cửa hàng Play. Như các bạn có thể biết là hiện tại thì chúng ta sẽ không thể nào tải được PUBG Mobile trên cửa hàng Play. Mình sẽ thử vào CH Play và tìm thử PUBG Mobile xem nhé. Như các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ không thể nào tìm được PUBG Mobile trên cửa hàng Play nữa. Bây giờ các bạn sẽ vào một cái link mình đã để ở phần mô tả của video. Sau khi vào nó sẽ hiện ra như thế này. Các bạn sẽ bấm vào mở trong ứng dụng cửa hàng Play cho mình. Chọn trình duyệt Chrome. Và đợi nó sẽ đưa chúng ta đến phần cài đặt PUBG Mobile trong cửa hàng Google Play. Ở đây mình đã cài đặt rồi, vậy nên mình sẽ mở thử xem có chơi được không nhé. Đã vào game rồi. Vậy là chúng ta có thể chơi PUBG Mobile trên Android như bình thường. Mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha. Đừng quên share để cho mọi người cùng biết cách này và có thể chơi được PUBG Mobile trên Android.